Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mod Game ha. Thì hôm nay đến với kênh Mod Game mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cài Vphone trên tất cả Android luôn ha. Từ Android 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 luôn ha. Thì cài cái cách nó giống nhau hết. Không phức tạp trên Android 12, 13 cái phiên bản này không phức tạp như là những phiên bản khác ha. Cài rất là dễ dàng và các bạn hãy chú ý xem từng bước mình cài đặt nha. Đừng có tua nha các bạn. Nếu các bạn tua thì nhiều khi phát sinh lỗi nha các bạn. Rồi, nếu thấy hay hãy cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Đặc biệt của phiên bản này đó là nhẹ nhàng đó, rất là nhẹ, rơm rất nhẹ và có rót luôn nha các bạn. Sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài rót cho cái phiên bản này luôn ha. Thì sẽ giúp cho các bạn, những bạn nào mà hack game á, sẽ được dễ dàng hơn khi mà chúng ta cần cái quyền rót sử dụng game golden hoặc là những cái menu rời ha. Hack game mà dùng sử dụng menu rời phải có rót mới sử dụng được nha các bạn. Rồi các bạn cài đặt theo mình nhé.
a connection. It's disconnecting from the source within. There were parts of my core senseless and frozen. Wisdom hidden, locked up in my soul. Oh, now it's the time to realign. Reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging.